Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp đào một cái đồng coin có tên là ký hiệu là BN từ sáng Bola Network nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần phải đi trên phần link mô tả dưới video mình. Thì chương trình này góp này nó sẽ cho mình đào con tốc cần BN này trong vòng 15 ngày nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một ai góp nè. Sau đó con này chạy trên nền tảng của HubiJay của Chain các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ trên dưới MetaMask các bạn tích hợp mạng HubiJay của Chain vào các bạn. Hoặc các bạn có thể dùng địa chỉ trên dưới token podcast. Rồi mình để lấy địa chỉ HubiJay của Chain mình các bạn. Rồi các bạn chọn dưới HubiJay của Chain các bạn. Rồi bấm nút nhận nè. Rồi các bạn sao chép địa chỉ dưới của mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi bấm nút submit nè. Sau khi bấm vào mục submit xong thì các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn nhấp vào mục kim cương nha các bạn. Rồi sau 24 giờ các bạn nhấp vào mục kim cương này các bạn đào lại nha các bạn. Thì các bạn lấy con dép mà chia sẻ trong bè những người thân để kiếm token nha các bạn. Thì cũng chắc đây là ngủ của nó nè. Đây là làm việc của nó nè các bạn. Phần đây mình coi một token minh bay mỗi t con này đang bán pixel với con đây thì con chắc con mã con chắc của nó là các bạn copy con chắc này mà tích hợp vào mạng hobby của Chain của tất cả các bạn nha các bạn. Tổng cung nó có 100 triệu nữa các bạn. Dạ này khá là ngon đó các bạn, dạ tiềm năng đó các bạn, nên các bạn cố gắng đào các bạn. Hiện tại tốc độ đào cũng khá là nhanh đó các bạn. Rồi quýt rau thì hiện tại sẽ chưa cho gúc các bạn ơi. Mình sẽ đôi bên gúc. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn đào con token BN đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.